em đã kiểm tra tất cả các lãi suất trên thị trường, nhưng chỉ có lãi suất từ anh mới khiến em không thể nào không đầu tư được. Anh chắc chắn là một ngân hàng đáng để đầu tư, vì trái tim em đã chọn anh làm nguồn lợi suất cao nhất. Anh có phải là một ngân hàng đặc biệt không? Vì từ khi có anh, cuộc sống của em trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết.